Hai bệnh nhân là cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trên đảo Sinh Tồn. Trong đó, chiến sĩ 27 tuổi ngày 21 tháng 10 bị tai nạn trong khi lao động, cấp cứu tại bệnh xá đảo. Hội chẩn qua điện thoại giữa Viện Y học Hải quân và bệnh xá đảo Sinh Tồn. Các y bác sĩ nhận định bệnh nhân tình trạng rất nặng, đa chấn thương và có khả năng chấn thương sọ não, tụ máu nội sọ, chấn thương hầm mặt và ngực kính. Cần chuyển vào đất liền điều trị để đảm bảo an toàn. Bệnh nhân còn lại đau và sưng vùng chậu dưới, không đi lại được, phù nề. Ngày 22 tháng 10, Trực thăng của binh đoàn 18 cùng ekip của bệnh viện quân y 175 đã bay ra Trường Sa. Dù thời tiết rất xấu, ảnh hưởng bởi bão, nhưng tổ bay đã kịp thời đưa hai bệnh nhân về thành phố Hồ Chí Minh để cấp cứu ngay trong đêm. Sáng 23 tháng 10, hai bệnh nhân được thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng để chẩn đoán bệnh chính xác và đưa ra hướng điều trị hiệu quả.